Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin Việt Nam và Thế giới. Chương trình ngày 10 tháng 10 năm 2014 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hà Nội trang trọng kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô. Trao đổi với ông Hồ Quang Lợi, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về những thành tựu quan trọng của Hà Nội sau 60 năm giải phóng. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc xây dựng đường băng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 17 tháng 10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc UNIDO đã chính thức công bố khởi động dự án triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam. Tuyên bố khởi động dự án, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương khẳng định Việt Nam đang là điểm đến của nhiều tập đoàn hàng đầu trên thế giới cùng sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với thách thức lớn về ô nhiễm môi trường nước thải, chất thải rắn và khí thải. Mục tiêu của dự án là tăng cường chuyển giao, ứng dụng và phổ biến công nghệ và phương thức sản xuất sạch hơn để giảm thiểu chất thải nguy hại, phát thải khí nhà kính, cũng như các chất gây ô nhiễm nước và phương thức quản lý tốt hóa chất tại các khu công nghiệp ở Việt Nam. 45 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ sẽ được hỗ trợ tư vấn triển khai thí điểm dự án chuyển thành khu công nghiệp sinh thái. Dự án thực hiện trong 36 tháng với tổng kinh phí thực hiện là hơn 53 triệu đô la Mỹ. Với sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu GEF, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO và UNIDO.